Thưa quý vị và các bạn, trong giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên vừa qua, đoàn thành phố Hưng Yên đã đoạt 5 huy chương vàng và điều đặc biệt là 4 trên 5 huy chương vàng đó đã thuộc về ba bố con của anh Nguyễn Văn Dương ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Trở về sau giải thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh với 2 huy chương vàng nội dung 50m bơi ếch và 50m tự do lứa tuổi 13-14, 1 huy chương vàng nội dung 50m bơi ếch lứa tuổi 17-18 và 1 huy chương vàng nội dung 50m bơi ếch, ba bố con anh Nguyễn Văn Dương vẫn vừa tiếp tục làm việc, học tập, vừa duy trì tập luyện thể thao mỗi ngày. Hơn chục năm trước, với mong muốn giúp các con nâng cao thể lực, đồng thời phòng tránh được nguy cơ đuối nước, anh Dương đã kiên trì hướng dẫn và đồng hành tập bơi cho hai cậu con trai. Sau một thời gian dài gắn bó, giờ đây, môn bơi lội đã không chỉ là một môn thể thao mà còn là niềm đam mê của ba bố con anh. Môn bơi là một môn vận động rất là toàn diện. Thấy điều quan trọng nhất là nó tăng trưởng môn chiều cao rất là tốt. Cháu lớn 6 tuổi và cháu thứ 2 là 3 tuổi. Tôi đã tập luyện và cho cháu tham gia các nội dung thi bơi rồi. Bố cháu bắt đầu cho cháu đi thi các môn bơi. Sau mỗi lần thi thì cháu cũng rút kinh nghiệm và trở nên càng ngày càng yêu thích cái môn này. Kiên trì rèn luyện, nỗ lực hết mình, luôn đồng hành cùng con trong việc tập luyện thể dục thể thao, ba bố con anh Dương còn đạt được rất nhiều huy chương trong nhiều giải thi đấu trong toàn quốc. Mỗi lần tham gia thi đấu, đối với anh đều như một trải nghiệm giúp cho các con trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Mới đầu thì các cháu đi bơi thì thôi cũng rất bình thường thôi. Nhưng mà sau thời gian bơi thì thứ nhất là về sức khỏe của các con rất tốt và là chiều cao của con phát triển nó rất nhanh. Thế là tôi rất ủng hộ. Mỗi lần mỗi giải là chúng tôi lại chuẩn bị cả một gia đình sẵn sàng đi cổ vũ bố con đi bơi. Không chỉ tham gia tập luyện bơi lội, anh Dương cùng tất cả các thành viên trong gia đình còn tham gia tập luyện nhiều môn thể thao khác như điền kinh, cầu lông, aerobic, sumbet dan. Mỗi người một sở thích khác nhau, thế nhưng trong gia đình anh, thể thao hoàn toàn đã trở thành niềm đam mê bất tận, giúp cả gia đình vừa khỏe mạnh, vừa gắn kết với nhau hơn.